xin chào các bạn. Hôm nay tại laptop sách tay shop.com, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một dòng máy rất được nhiều bạn yêu thích và với mức giá nó vừa phải, đáp ứng được rất là nhiều công năng. Đó là thương hiệu Dell Latitude E6520. Chúng ta cùng đến gần để xem sản phẩm này nào. Đây là một dòng máy được nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ. Hiện tại chúng ta thấy trên máy nó đang là sử dụng Core i5, RAM 4GB và ổ cứng 500GB. Chúng tôi đang thử trình chiếu cho các bạn xem một cái phân đoạn của game. Chúng ta thấy màn hình máy được trang bị màn hình 15.6 inch, có thêm phím số, nó khá là tiện lợi cho các bạn nào mà sử dụng đồ họa hoặc là cho công việc kinh doanh chúng ta, nó tiện lợi để tính tiền hay là kế toán. Máy này có thêm cả ổ DVD, nó tiện lợi. Ngoài ra mặt máy cũng khá là nhẵn và sang trọng, được thiết kế theo một cái văn sọc của hợp kim. Với cái số tiền vừa phải, dao động khoảng từ 5 đến 7 triệu. Dòng máy này có nhiều cấu hình, có Core i5, có Core i7, có RAM 4GB, 8GB và nhiều cái loại ổ cứng khác nhau. Tôi lấy một phân khúc chung chung với tầm tiền hiện nay tại thời điểm này là phân khúc khoảng tầm 16 triệu. Các bạn có được cái sản phẩm Dell như ý. Chúng tôi đánh giá khá là cao về cái độ bền của sản phẩm này, nên các bạn cũng an tâm khi sử dụng nó lâu dài, nó sẽ rất là lợi. Thế hiện tại bên shop mình bảo hành cho dòng máy này là bao nhiêu vậy anh? Tất cả các sản phẩm laptop hiện tại chúng tôi đang bảo hành ở một khung trung bình, đó là tất cả là 6 tháng phần cứng. Các bạn có thể mua thêm gói bảo hành 500.000 để được bảo hành lên đến 12 tháng. Thế bây giờ em có nhu cầu mua máy thì shop có hỗ trợ tặng quà thêm cho em cái gì không vậy? Chào bạn, thông thường thì khi bạn mua laptop tại chúng tôi thường thường có tặng thêm quà tặng, thông thường là một con chuột tốt và một cái túi bảo vệ máy. Hoặc nếu bạn không lấy phần quà đó, bạn có thể chọn một cái ba lô chất lượng cao để chúng ta có thể mang ra ngoài thừa để thường xuyên, nó an toàn hơn cho các bạn nhé. Các bạn có thể mua hàng theo nhiều hình thức, mua bằng tiền mặt hay là cả thẻ, kể cả các thẻ quốc tế như Visa, Master đều được hỗ trợ miễn phí. Ngoài ra thì các bạn có nhu cầu muốn trả góp thì tất cả laptop đều được trả góp, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Bên trả góp là bên ngân hàng sẽ đến tại làm việc với các bạn tại cửa hàng laptop Sustain Shop.com tại số 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, nên các bạn có thể an tâm cho nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra thì hình thức mua hàng từ xa là COD, bạn ở nhà bạn chọn máy, hãy gọi đến hotline nóng của chúng tôi là 090 3344 188 hoặc là 090 8115 124 để chúng tôi tư vấn bạn thêm. Bạn có thể đặt hàng từ xa, chúng tôi giao hàng đến nhà bạn, bạn được xem máy, gửi tiền bỏ cho chúng tôi. Đó là những hình thức dành cho các bạn ở xa. Rất mong gặp lại các bạn sau. Xin chào.